was a mole in the house of... Đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vận nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quáng trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cử đầu năm lá cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vận nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nè bao lớn sang hèn thế nào anh. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cưới cuối năm thêm người. Buông bán đông người
tiếng đò mái đầu ngược xuôi lối tới. Đường xưa nhà tranh dắt lá, giàu ra con cô mẹ già. Bà con thôn xóm thật thà, tối lửa tắt đèn tình cảm đậm đà. Người bỏ quê hương, có bao giờ quê hương bỏ người? Một ánh trăng thành, muôn đời soi bóng dòng nước xanh. Gió thổi cây cành, gió cua mạnh, gió lùa hang cao, gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Hãy
cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chở che đời con. Vì nhà Thiên Chúa
Thank you.
lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, nhưng Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có được yêu thương, đó là cái càng buộc mọi điều còn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô là ngự trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới chủng tộc để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện xin là Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy học hỏi và dạy bảo lẫn nhau, hãy dùng những bài tánh tịnh, những khúc ca và những bài hát đạo đức để đáp mừng Thiên Chúa trong lòng anh em và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì Thiên Chúa Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa đã cha chúng ta. Đó là lời Chúa. Đời sống gia đình thánh gia là một đời sống lý tưởng,
bởi vì sống mỗi ngày cứ cho đi một cách qua to khoảng lành. Thế nhưng trong thực tế, gia đình thanh gia cũng gặp không những ít nhiều khó khăn trong cuộc sống, những sóng gió cũng như bất cứ một gia đình gia loại nào. Chứ thật, anh chị em thấy còn thử thách nào lớn hơn cảnh nghèo? Vì nghèo mà biết bao gia đình sinh ra bất hòa, thế mà gia đình thanh gia phải trải qua một kinh nghiệm của kiếp nghèo như thế. Ngày thì ví dụ nhân sinh, gia đình thanh gia đã bị người ta xô đuổi, bị phát hủi đến nỗi không trú trụ trong bộ phòng trọ nào mà phải ở trong hang đá chuồng bò. Thế chúng ta thấy không còn cảnh nào nghèo hơn cảnh Chúa Giêsu phải sinh ra trong một hang súc vật. Rồi điều thứ hai, chúng ta thấy không còn cảnh nào đi đã bằng cảnh vợ chồng hiểu lòng nhau. Thế mà Thánh Giuse cũng có những lúc hiểu lầm Đức Mẹ khi Đức Mẹ phụng thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Ai đã trải qua cảnh nghi ngờ bị phản bội sẽ hiểu được Thánh Giuse đã bị dày dò đau đớn đến mức độ nào. Thì điều thứ ba chúng ta cũng thấy được cái gia đình thánh gia, đó là không còn gì buồn hơn là bị thù ghét, bị xa đuổi. Gia đình thánh gia sống hiền lành khiêm nhường, thế mà phải chịu đựng sự thù ghét của Herodes. Vừa sinh ra Chúa Giêsu còn non nớt mà Thánh Giuse và Đức Mẹ phải còn bế cả chốn xa Ai Cập, xa quê hương đất nước, sau nơi đất khách quê người. Và này thứ bốn, anh chị em thấy không có gì khiến cha mẹ buồn hơn khi thấy con cái không ngoan ngoãn vâng lời, bỏ nhà ra đi. Vậy mà Thánh Giuse và Đức Mẹ đã phải chứng kiến cảnh đứa con ngoan ngoãn của mình tự động ở lại đền thờ mà không xin phép cha mẹ. Các ngài đã vất vả lo âu tìm kiếm ít, nhưng buồn phiền đau khổ thì nhiều. Làm sao các ngài tránh khỏi buồn phiền khi nghĩ rằng người con và các ngài rất bình yêu quý đã không vâng lời cha mẹ? Thưa ông bà và chị em, những sóng gió mà gia đình thánh gia đã phải đương đầu như thế có lẽ nhiều và nặng hơn những gia đình bình thường. Thế nhưng các ngài vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Vậy nhờ bí quyết nào các ngài đã vượt qua được biết bao cơn sóng gió như thế? Chúng ta thấy có một số bí quyết này. Trước hết, các ngài luôn tìm thánh ý của Chúa. Mỗi khi gặp gian nan thử thách, các ngài không tìm ý riêng mình, cũng không tìm ý thích của người đời, nhưng luôn luôn đi tìm ý Thiên Chúa, tìm ý Thiên Chúa bạc khải trong Kinh Thánh. Qua các biến cố xảy đến, tâm sự với Chúa trong giờ cầu nguyện, hỏi ý ý Chúa nơi các vị đại diện. Rồi bí quyết thứ hai, khi biết được thánh ý Chúa, các ngài đã lập tức mau mắn vâng lời. Đức Mẹ già muốn giữ mình trọn đời đồng trinh, không, nhưng khi biết ý Chúa muốn cho người làm mẹ đến cũng thế, Đức Mẹ già niệm thưa: này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng lời Thiên Sứ Kiền. Còn đây Thánh Giuse, Thánh Giuse muốn bỏ Đức Mẹ ra đi, thế nhưng khi biết được ý Chúa muốn, người sẵn sàng ở lại. Người đã vâng lời ngay, không chút chần chừ. Và bí quyết sau cùng, các ngài luôn quên mình vì hạnh phúc của mọi người trong gia đình. Thánh Giuse chỉ là gia trưởng, nhưng đã hết tình phục vụ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Còn Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng lại xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa.
Còn Đức Giêsu là Thiên Chúa, như vậy trở thành người con bé nhỏ trong mái ấm gia đình. Thưa bạn và chị em, gia đình thánh gia sống như thế, còn gia đình chúng ta thì sao? Trong cuộc sống ngày hôm nay, anh chị em thấy nhiều gia đình gặp khủng hoảng, lâm vào cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngon. Gia đình đang bắt gặp vai trò là tổ ấm của mình do tình trạng lụt lụt trong hôn nhân của các cặp vợ chồng. Hậu quả của việc đổ vỡ dẫn đến việc nhiều đứa trẻ phải sống trong cảnh thiếu tình cha, dẫn tình mẹ. Dần dà trở thành những nạn nhân của những tệ nạn xã hội. Sở dĩ đưa đến tình trạng xấu như thế là vì đã không biết áp dụng những bí quyết của gia đình thánh gia. Mỗi khi gặp khó khăn, thay vì cầu nguyện đọc phúc âm để tìm ý Chúa, thì lại đi tìm ý kiến của những nơi mê tín dị đoan, nghe bao sự xúi dục của những người không tốt. Thay vì vâng lời Chúa qua các vị bề trên, thì lại chỉ tìm ý riêng mình. Thay vì khiêm nhường quên mình, thì lại kiêu ngạo tự ái, bắt người khác phải phục vụ mình. Thưa ông bà và chị em, để giúp chúng ta có thể trở nên những gia đình mẫu mực như lòng Chúa mong ước, chúng ta có thể thực hiện một số điều sau đây. Trước hết, lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ về tín hữu Côlôse đã cho chúng ta biết: anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu cho anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Còn người Việt Nam chúng ta thì có câu: một sự nhịn chính sự lành. Trong đời sống gia đình, làm sao có thể tránh khỏi những lúc gian chạm, cãi cọ? Nhưng nếu vợ chồng biết nhường nhịn nhau thì cửa nhà sẽ im ấm. Người ta thường nói: thuận vợ thuận chồng, tát bệ tông cũng cạn, là vậy. Ở đây lý do mà Thánh Phaolô tông đồ đưa ra khiến chúng ta phải tha thứ cho nhau là gì? Chúa đã tha thứ những lỗi lầm cho chúng ta. Điều thứ hai, để giữ được thuận hòa trong gia đình, Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khuyên: trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Lòng bác ái ở đây phải xuất phát từ có biết chân thành, không kiêu căng, không tự ái. Nhưng như trong bài ca biết ái mà Phaolô đã dạy, bác ái là tha thứ, là tin tưởng, là cậy trong tất cả, là thông cảm và luôn biết tha thứ cho nhau. Sau cùng, Thánh Phaolô tông đồ cũng khi chúng ta: anh em có làm gì, nói gì thì phải làm, hãy nói ngay lên Chúa Kitô và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Mỗi khi hành xử, chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng: tôi làm điều này, nói điều kia có ngay lên Chúa hay không? Khải và Hảo rất thân mến, hai con đã nghe được lời Chúa nói với hai con, và hơn thế nữa, hai con cũng biết rằng gia đình hai bên cũng mong muốn hai con luôn sống hòa thuận và hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Chính vì thế mà trong cuộc sống hàng ngày, hai con hãy cố gắng để làm những điều mà Thánh Phaolô tông đồ đã hướng dẫn cho thực hành trong cuộc sống. Với sự biết ơn của hai con cộng với ơn Chúa ban qua sự cầu nguyện của gia đình hai họ, chắc chắn hai con sẽ luôn sống yên vui hạnh phúc trong gia đình của mình. Và sau cùng, chúng ta cũng không quên lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Gioan Phaolô II đã nói: hôn nhân và gia đình là một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại. Đó là tài sản, đã là tài sản quý thì ai cũng phải có bổn phận gìn giữ, nâng niu
và trân trọng. Đối với gia đình của Thanh Khải và Thư Thảo đây cũng vậy. Giáo hội cũng luôn luôn ước muốn hai cháu hãy nhìn lên tấm gương gia đình Thánh Nazareth để học biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình của mình. Trong thánh lễ này, cậu cũng như công đoàn nguyện chúc cho hai cháu luôn sống trong sự bao bọc chở che của tình yêu Chúa, để mai ngày mọi thành viên trong gia đình của hai cháu được cùng hân hoan vui mừng đoàn tụ với nhau trên thiên quốc để ca tụng tình yêu Chúa muôn đời. Amen. Em xin mời ông Thơ cùng với hai nhân chứng đi lên, chúng ta tiếp tục cái hành trí thức của khổ. Hai cháu thân mến, các cháu đến đây để ý muốn kết hôn của các cháu trước đoàn thừa thánh nhi của Hội Thánh. Đừng khi chữa ở cạnh bằng một dấu ấn tinh thánh, về nhờ phúc lành của Ngài, tình yêu của các cháu được nên phong phú, để các cháu mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận nhiều trách nhiệm khác của hôn nhân. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi ý kiến của các cháu về ý định của các cháu. Du Trang Nguyễn Thanh Cải và An Nam Càng Thị Như Thảo, các cháu đến đây để kết hôn với nhau, các cháu có bị ép buộc không? Không. Các cháu có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các cháu có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các cháu có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo đường lối Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì các cháu đã quyết định thiết lập yêu ước hôn nhân, các cháu hãy cầm tay nhau và nói lên sự tương thuận của các cháu với bà Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin dâng linh cô sông đầy người, chẳng nào
Anh chị em hãy cầu nguyện để lại của tôi cũng là của anh chị em để Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa xin chấp nhận của lễ chúng con dân để cầu cho anh cho kiên nguyện thanh khải và Anna tràn thị như thảo vừa thành hơn theo luật hội thánh. Mối duyên này Chúa đã xe định, xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa hãy cùng anh chị em. Chúa đã muốn kết hợp hai người nam nữ đầu tiên để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng, để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện con cái Cha ngày thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ Cha dữ liệu và ban ơn, Cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tái giả uy hoàng, và cho con cái được tái sinh để giáo hội ngày càng thêm phát triển nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con có quyền hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa Trần. Chúa là Thiên Chúa cao cao hơn trời đất, ngày lên quang Chúa, hoa hồng Chúa trên cả phương trời, Chúa cùng đấng ngự lên lòng dân Chúa, hoa hồng Chúa trên cả phương trời. Cùng một thầy thức ấy tất cả các con hãy nhận lấy và uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước ấy và điểm cử sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thánh Giuse và trăm năm đức trinh nữ,
các thánh trong đời và toàn thể các thánh đã sống đời đời Chúa qua mọi thời đại. Giờ cùng với các ngài chúng có thể khen ngợi và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người và mọi với người giờ chúng vinh đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong giờ nhất người Chúa thánh thần đến muôn đời. Với lời Chúa cô thế và theo thầy thế người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, chúng Cha chỉ thiên, ý Cha mẹ nhìn nơi đất cũng như anh chị em, quý bình an bên nhau.
Thề truyền thiền Chúa đây đứng xóa tội trần gian, hôm nay được mời đến duyên trì thiên thiên Chúa. Cảm ơn cha sở đã cho phép con về đây.
hai chú cháu. Cảm ơn quý vị cùng ông bà chị em, anh chị em các ông đã cùng những thánh lễ để cầu nguyện cho Thanh Khải và Như Thảo. Xin Chúa chúc lành cho cha quý vị cùng tất cả cộng đoàn trong những ngày còn lại của mùa giọng sống thánh thiện sâu sáng để hưởng một mùa Giáng sinh dồi dào phúc lộc của Chúa Hài Đồng. Cha sở cũng gửi lời chúc mừng đến tôi thân hương. Cảm ơn cô dâu chú rể đã công tác trong vấn đề về giáo lý và cao đoàn, và cha sở cũng ước mong sau khi đại đức hôn cùng tiếp tục cộng tác với hòa đạo trong việc cao đoàn và dạy giáo lý để phục vụ cho hòa đạo. Giờ này chúng ta hướng về đạo thân hôn để xin phúc lành của Chúa xuống trên đạo thân hôn. Xin Thiên Chúa là cha hàng hữu gìn giữ hai cháu luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Chúa Kitô ban cho hai cháu được bình an và gia đình hạnh yên vui đầm ấm. Amen. Chúc hai cháu được tổng phúc có con nối dõi tâm đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Amen. Chúc hai cháu trở thành những chứng nhân yêu tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn trong lòng con tiếp người khổ đau nhiều đôi, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời con hai cháu vào nhà cha trên trời. Amen. Chúa ơi cùng anh chị em. Amen. Lời sau chúng anh chị em
giờ đây như là hoa mới nở trong đêm sương, mới nở trong đêm trường. Nguyện dâng là dâng lên Chúa, mong Ngài ban sắc hương. Tình yêu con bây giờ mong chờ với ước mơ, xin những ước mơ nguyện ơn Chúa rất thầm lời. Xin dâng lên Thiên Chúa mưa nắng hèn trong đời, đường đời gian khó xin thương dịu dắt, đường đời tâm tôi xin Chúa làm vầng trời. Đời trăm năm từ đây, xin từ đây lối mở đưa nhau đi, cách trở đưa nhau về. Trần gian nhiều khi mưa gió, có tình cha rất thua. Đường gian đi xa ngờ, nương nhờ tay Chúa đưa. Cho nắng hay mưa, tình cha bóng dập che đời. Xin dâng lên Thiên Chúa mưa nắng hèn trong đời, đường đời gian khó dắt, đường đời tâm tôi xin Chúa làm vầng trời. Quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng tím.
làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, rồi đầy mâm đau đầy buồn, đấy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son này áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong này tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, rồi đầy mâm này bao đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi
Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cánh xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù rể. Còn trong chờ bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non đứa bên vừng xuôi. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang, tình dâng ngút ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ hết, mùa đông rồi quá mau, ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình.
ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Đây đây hai bà đứng gần vô con cái. Rồi cứ dấu ghế ơi, dấu ghế ơi, cười lên nè. Rồi, rồi hai bà xuống ngồi xuống được rồi. Thì hai đứa con quay lên để vô cúi đầu bằng thầy chúa hai lần. Hai đứa con quay cái vô đầu như vậy đó. Rồi cúi đầu bằng thầy chúa ba lần. Ba lần vào thầy vô. Rồi con thấy nó đi con. Hôm nay đi con. Chúng tôi hợp nhau đây đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa
Chúa xin Chúa mở lời hải hà, ban cho tất cả những người hiện diện nơi đây. Tiếp theo là ban tràn đầy ân sủng xuống trên cô dâu chú rể trong buổi thành hôn này, để nhờ ơn Chúa giúp họ luôn sống chân thuận với hòa, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đã được hưởng phúc lòng họ dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em mùa Giáng sinh bình an. Phần lễ Chúa đến đây đã kết thúc. Ngoài cảnh đoàn với ông bà cô bác an tọa. Hai con cúi đầu thở lại nữa. Rồi thở lại là thở lại lần thời nữa. Rồi giao hai con cúi đầu bằng thầy Chúa một cái. Rồi hai con quay mặt với nhau. Rồi đến đây thì đến thần làm lễ ông bà hiển tiền. Thì tôi xin thay mặt cho họ nhà gái đi điều hành luôn. Thì phần làm lễ bà hiển tiền ở đây chúng tôi sẽ không có kêu từ người nhưng sẽ kêu từ phần. Bà ơi, nhìn lên coi chờ tổ hành nè. Cô giáo lẹ, chú ghé. Con xin kính mời ông bà cố của đội thân hôn. Các bạn bà cố nào thì một lần nữa con xin kính mời. Nếu không có ông bà cố thì xin mời ông bà mà lớn hơn ông nội là nội, con ngoại là ngoại đó, nên uống rượu cho hai cháu kính lễ. Có mà có chị bà dẫn lời. Có chị bà này dẫn lời. Nhìn lên coi chụp hình nè. Bà ơi, chú lên coi chụp hình nè bà ơi. Chú ghế ơi, nhìn lên đi chú ghế, chú ghế. Nếu còn ông bà nào lớn hơn ông bà nội ngoại thì con một lần nữa tôi xin kính mời lên uống rượu cho hai cháu xin lễ. Và nếu qua phần đó không còn bà nào nữa thì con xin kính mời ông bà nội ngoại. Rồi tiếp theo là mời xui của ông bà nội ngoại luôn. Chúng tôi xin mời một dạ luôn. Tiếp theo là mời xui của ông bà nội ngoại. Đây, ông bà nội ngoại biết xui mình là người nào đó thì xin mời. Tiếp theo xin mời xui của ông bà nội ngoại. Xui bạn, xui lý, xui trộm gì đó mời hết. Ông bà nào nó không lên được. Ba chứ. Còn hết luôn. Cô ơi đứng gần vô với ông con tí. Rồi đó nhìn lên con này cô ơi. Một lần nữa xin mời xui của ông bà nội ngoại. Rồi đứng gần vô con đi chú ơi. Còn bước qua đây mà ông ơi. Rồi đứng gần vô con nghe tí kia chú ơi. Rồi nhìn lên con nè nha. Rồi cái giáo ghế ơi. Ông tính là lớn hơn ngoại thôi. Cái này nhỏ hơn thì nhỏ hơn ngoại tới.
một lần nữa xin mời sư gia của nội ngoại với thần sư gia thì xin mời ông chú và chú nghĩ là nhỏ hơn nội ngoại thì xin mời ông chú ông cậu và bà dì và cô thì đến nơi nhỏ hơn nội ngoại thì xin đến uống rượu của mình cho hai cháu. Rồi hai ông ơi, nhìn lớn có chụp hình không hay không? Ông chú, ông chú mà thiếu ông cậu mà mở nha. Dạ mấy cô chú ơi. Rồi hai cô đứng vô chụp hình luôn hai cô ơi. Cô đứng gần vô, cứ ghế con đi nè cô ơi. Rồi rồi, nhìn lên con này cô ơi. Cái này tự nhiên đi. Rồi rồi làm hai người thôi đang có chụp hình luôn. Đứng gần cho con cô ơi, cô đứng gần chú rể con luôn. À, rồi hai cô ơi nhìn lên con nghe cô ơi. Rồi nè nhìn lên má nè cô ơi, hai ba. Đây. Tao thấy mày nữ căng ký, mày nào tao nhiều mà. Nói gì nữa, tao xin mời chung là ông bà, mày nhỏ hơn ông bà, nội ngoại. Tao xin lên uống rượu, chúc mừng cho hai cháu. Rồi, bên đây đứng cạnh nhau, con tiếp. Nhớ nghe, có chứng kiến ông ơi, nghe nghe máy cậu nó kêu lại rồi. Rồi bước vô ông ơi, bước vô cho bà nam ơi. Nhớ xin kính mời ông chú ơi, chú ơi. Hơn bà nội ngoại nha, nhắn vô cho hai. Rồi giao ghế cho ba. Rồi. Rồi. Rồi, chú ơi nhìn lại coi chụp hình nha chú ơi. Dạ. Rồi cô đây đứng gần vô con cái cô xanh đây đứng gần vô con. Rồi cười lên này. Rồi. Rồi cô đứng gần vô con cái đi cô ơi. Rồi cô giáo ghẻ đứng gần vô nhau đi chú ơi. Cô giáo ghẻ đứng gần vô nhau tí. Rồi. Rồi nhìn lên nè giáo ghẻ ơi. Rồi. Rồi cô đứng gần cô giao luôn cô ơi. Còn ai mới đi vô gửi đây cho chụp hình. Rồi cô ơi, hai cô nhìn lên nha máy con hai cô ơi. Rồi hai ba chú rể ơi chú rể. Nhớ là nhớ xin mời còn ông bà nào của cô Tư Lô và chú rể xin đến với chú rể cho hai cháu chú rể. Thank you.
anh chị nào đấy mình lớn hơn cha mẹ có đôi tay hôn thì sẽ lớn cũng được là cháu chú rể. Rồi hai cậu đứng gần chụp hình hai cậu ơi. Rồi hai cậu ơi đứng gần cho cô chụp hình này, hai cậu ơi đứng gần cho ông con. Rồi cô giáo ghế nhìn lên không, 2, 3 rồi được. Lớn hơn anh chị nào lớn hơn ba mẹ có đứa con hôn xin đến hỗ trợ cháu cái nhỏ. Chú ơi đứng gần cho cô giáo ghế. Ai cô giáo ghẻ ơi, lên giáo ghẻ ơi. Mấy lần nữa xin mời cô bác nào lớn hơn cha mẹ của đôi tân hôn xin đến dự cha cháu chú rể. Kêu bên đây cô vô đi coi, vô ngồi đi. Rồi hai cô ơi, nhìn lên coi chụp hình hai cô ơi. Chú còn cô bán là thì xin đến. Rồi chú ơi đứng nhà cho con đi. Rồi cô chú nhìn cho em con này nha. Rồi hảo ơi ha. Và nếu hết lần đó thì tôi xin tiếp tục chương trình tới thần cha mẹ và chú bỏ xu gia cho cha mẹ nếu có bạn bè lý giữa cha mẹ xin đến nhân vị để chúc mừng cho hai trẻ. Nữa xin mời cha mẹ kế cha mẹ là chú bỏ rồi xu gia của cha mẹ nếu có là lý bạn. À, xin ra mới muốn ngộ phải chúc mừng cho hai cháu. Một lần nữa xin đứng mời chú quả của đôi tân hôn. À, kéo đồ đi trước đi. Thầy, ông chú thầy nhà gái có mà cho con gái một số quà tôi cũng không biết nhiều nhưng mà trong đó tôi thấy có cái tiền đeo cổ và một số vòng lắc. Rồi cô ơi bắt đầu dịnh lại con chụp hình luôn cô ơi. Cô dịnh ra cái chiếc kiền nha, con chụp hình với cô ơi. Cô đứng gần cho đi cô. Rồi cô chú dịnh với nhẫn lại con chụp hình với chú ơi. À dịnh lại luôn. À ha, cha mẹ nhìn lên con nó nè. 2, 3, chú rể cười lên. Rồi bưng rượu, 2 ly rượu mà cha chú mẹ. Rồi cha mẹ đứng gần cho con cái nè, cha mẹ đứng gần cho. Rồi cầm đi chú ghẻ dịnh lấy rượu chú ghẻ ơi. Ok, rồi đây nhìn lên nè ông ơi. Rồi ông bà cũng ly luôn cái này. Nó cũng hoài à. Dạ xin mời chú quả nếu có thì đấy rượu chúc mừng cho hai con. Rồi xui nếu chúc mừng cho hai cháu. Ghế phụ ơi, ghế phụ. Chứ ghế phụ đứng vô đây cho chẳng muốn rồi. Rồi chú rể ơi, hai người nhìn lên nè. 2, 3 xin mời. Bước qua đây giùm người giùm em đi anh. Con gì vừa ông cậu mẹ gì đó nhỏ hơn cha mẹ bữa nay con thôi thì xin đó. Rồi bớt cá đi cụ đi. Chưa gái ơi. Rồi đây nhìn lên cho anh ạ. Hai cô giáo ghẻ đứng gần vô nha tí. À đúng rồi. Rồi hai anh nhìn lên hai anh ơi. 2, 3 Trời mấy gì bước vô luôn. Rồi.
lên nha anh chị ơi, anh chị ơi, nhìn lên anh chị. Ngồi cái chị rồi hai anh đợi rồi chờ hai chị xong đi. Rồi hai người nhìn lên nha. Rồi chị ơi, chị gái ơi, chị gái ơi. À đây có dấu ghế ơi, cười lên. Rồi hai người nhìn lên cho em chụp hình đó em này. Có dấu ghế ơi, nhìn lên dấu ghế ơi. Hai người xin kính mời cô chú vì vợ cậu vợ phải đôi tân hôn nhỏ hơn cho anh phải đôi tân hôn xin đến uống nước vậy để chúc mừng cho các cháu qua khỏi đi rồi hai người nhìn lên nhìn con cái nè ghế ơi chú ghế ơi rồi hai ba Rồi kính thưa anh chị bà con, xin đến uống rượu để chúc mừng cho hai em. Một lần nữa xin kính mời anh chị của đôi tân hôn, để cả anh chị của cũng như anh chị bà con xin đến uống rượu để chúc mừng cho hai em. Cái phụ đứng vô cho bốn người nó bỏ cả người đi cho em thôi nè mấy gái nhìn lên nè mấy gái à đúng rồi hai rồi ô chụp có hai nữa nè tính cho quý nhân tộc hai họ là quý khách cũng như lễ chúa như lễ bà ngày hôm nay xong bây giờ con xin phép cho đến thành cô dâu đi chào hỏi họ nhà trai xin mời đại diện họ nhà trai dẫn cô dâu đi hỏi họ nhà trai nó sót ổn lắm rồi cô ơi nhìn lên con chào mình luôn cô ơi mày ha đây rồi dạy qua đây luôn đi chẳng qua anh có thêm bà đứng xin qua đây tiếng hảo rồi à mấy chị gái ơi nhìn lên cho mình mấy chị gái đấy chị gái đấy thầy sẽ lẹn qua bác là không muốn nè rồi nhìn lên cho mình nè cô ơi cho mình luôn cô ơi hai hai chị gái hai người đứng dậy cho thấy nè dến luôn rồi lên đi rồi một cái ơi gì đó nè tập trung cười lên ơi ai cũng cười mẹ ơi tôi chưa có kiện không chấp bệnh cá biết được đâu cho em chưa tin rằng và em nhớ mỗi ngày hai người không chia đôi chị tám xích vô đây gần vô con chụp tấm hình luôn mấy con ở chụp bên kia đây ở chỗ bên này con chẳng lẽ giờ ngồi đó chụp bên kia chụp thấy ai qua mà bà già chồng xích vô đó rồi đứng gần vô chụp hết cho mấy cô chú luôn nha rồi chụp lên mấy chú này đẹp quá Thank you.
em dìa với anh. Hết rồi áo kim áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Làm gì chen lắm như vậy? Làm có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi. Xích ra coi. Đám cưới. Trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ê màng đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Càng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm bên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Thì màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lầu mới. Dù vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Chị đôi quyến ương xứng đôi
Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào. Thần sát hồn con đến tìm
chúng ta cùng viết lời cầu nguyện. Lời Chúa, hôm nay chúng con hợp nhau đây đây để viết lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban trả lại ân sủng xuống trên đôi chân con này để nhờ ơn Chúa giúp luôn sống bình an hạnh phúc trong mái ấm gia đình, càng thêm tuổi càng thêm gia đức, hầu đáng được hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ơi, anh chị em, xin đến Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần, ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em mùa Giáng sinh sống bình an. Thầm như là lễ Chúa đến đây là kết thúc, mời cộng đoàn chúng ta ăn một bữa. Và chúng ta nhà cầu lễ một chút lời cho hai con. Là chúng con phải về giữa ăn luôn đi khỏi mắt ăn kêu tới luôn cho hết một lần nữa xin mời nó có ông bà nào lớn hơn ông bà nội ngoại thì xin đánh quý rượu cho hai cháu tới lễ. Chắc là cô gái thì nhớ cậu mợ lớn hai trăm vợ lên đâu đánh rượu cho hai cháu tới lễ. Cô ơi, nhìn lại coi chụp hình luôn hai cô ơi, đứng gần với ông con cái đi hai cô, đứng xét xét với ông con đi. Đứng gần vô con cái bà, đứng gần vô con. Vô con cái. Rồi, ông bà ai nhìn đâu con không á. Rồi, hai người nhìn lên nè. Cô giáo ghế ơi, ông ơi nhìn lên con kìa. Kính mời chú hỏa về bản lý của cha mẹ đi
có thì xin mời đến đây là những hội để chúc mừng con thầy giáo. Và hai ông bà nữa là không biết còn ai uống nữa không, xin mời em của cha mẹ. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới vô rễ thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình.
Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xu giờ đó. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình.